Nga kiên định chính sách tăng cường hợp tác với Trung Quốc tại các kênh đa phương, nhất là trong lĩnh vực chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, theo định dạng song phương chuyên biệt. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Siromolotov trong buổi trả lời phỏng vấn hãng tin TASS vào ngày 28 tháng 1. Theo Thứ trưởng Siromolotov, Moscow theo đuổi chính sách tăng cường phối hợp với Trung Quốc về chống khủng bố trong khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Moscow cũng giữ liên hệ chặt chẽ với Bắc Kinh trong khuôn khổ diễn đàn khu vực của ASEAN về an ninh, vốn là một trong những cơ chế chính tìm kiếm cách tiếp cận chung cho duy trì an ninh ở khu vực Đông Nam Á. Cũng theo ông Siromolotov, việc Nga tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực chống khủng bố có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Moscow đang đối diện với một cuộc chiến hỗn hợp toàn diện. Nga và Trung Quốc có nhiều quan điểm đồng nhất trong vấn đề này, trong đó có việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, các công ước toàn cầu về chống khủng bố và chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên Hợp Quốc.